Như thường lệ, tiếp sau bản tin thế giới 360 độ là phần điểm tin báo chí. Thưa quý vị, theo nguồn tin của báo Dân trí, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long vừa đề nghị các địa phương triển khai nhanh việc tiêm vaccine mũi 3, hoàn thành tiêm vaccine mũi 3, tiêm cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trong quý 2. Hiện nay, cả nước mới tiêm được gần 1 triệu mũi vaccine cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi. Theo báo Dân trí, Bộ Y tế đã nhiều lần có văn bản hối các địa phương tiếp tục rà soát và lập danh sách đối tượng từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm chủng hoặc chưa được tiêm đủ liều cơ bản để khẩn trương tiêm đủ liều vaccine, đảm bảo độ bao phủ vaccine cao. Đồng thời đẩy mạnh và thần tốc hơn nữa việc triển khai tiêm mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tiếp theo là một tin vui trên báo Thanh Niên. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương giải quyết những vấn đề vướng mắc về việc khai báo y tế khi thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh. Báo Thanh Niên đăng tin, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với Bộ Y tế và các bộ cơ quan liên quan cử ngay đoàn công tác đến các địa phương có cảng hàng không quốc tế để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ vướng mắc trong việc làm thủ tục xuất nhập cảnh, có phương án xử lý trong trường hợp nhập cảnh chưa kịp khai báo y tế trước khi nhập cảnh hoặc ngay tại cửa khẩu, hạn chế tối đa việc ùn ứ ách tắc tại các sân bay. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Bộ Y tế xem xét tạm ngưng thực hiện khai báo y tế đối với người nhập cảnh Việt Nam, chỉ yêu cầu người nhập cảnh tự theo dõi sức khỏe, sử dụng ứng dụng khai báo y tế trong thời gian lưu trú. Kiến nghị này nếu áp dụng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, khách du lịch đến hoặc về Việt Nam, hạn chế tình trạng ùn ứ tại cửa khẩu Tân Sơn Nhất. Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh sáng nay có bài viết Bộ Giao thông Vận tải chưa đồng ý tăng giá trần vé máy bay. Lý do theo Bộ Giao thông Vận tải là các hãng hàng không vẫn có thể chủ động điều chỉnh giá và tỷ lệ bán vé tương ứng với từng mức giá để giảm thiểu tác động về chi phí do biến động giá nhiên liệu. Theo báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đầu tháng 4, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt chủ trương điều chỉnh giá trần vé máy bay. Nguyên nhân là từ đầu năm 2022, do các bất ổn về tình hình chính trị trên thế giới, giá nhiên liệu máy bay Jet A1 tăng cao đột biến. Cục Hàng không Việt Nam cho rằng biến động chi phí Jet A1 làm tăng hơn 30% tổng chi phí của các hãng hàng không. Song, trong giai đoạn chính phủ đang nỗ lực kiểm soát chỉ số giá tiêu dùng, cơ quan này chỉ đề xuất điều chỉnh mức trần khung giá dịch vụ về mức quy định thời điểm năm 2014. Sau 2 tháng tạm dừng thông quan do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Luân 2 Quảng Ninh vừa được khôi phục trở lại. Thông tin do báo Vietnamnet đăng tải. Theo báo Vietnamnet, hoạt động xuất nhập khẩu tại cửa khẩu Bắc Luân 2 được thông quan trở lại trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19. Nhằm đảm bảo vùng xanh an toàn, luồng xanh an toàn tại các cửa khẩu lối mở đã được phía Đông Hương Trung Quốc và Móng Cái Việt Nam thiết lập trước đó.